Vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, AI đã có thể làm rất nhiều thứ, từ những việc đơn giản như chuẩn bị lịch trình, lo dọn nhà cửa, cho đến những thứ phức tạp hơn như tổng hợp ý tưởng, hỗ trợ giải mã và đấu trí với con người. Cách đây độ chục năm, ai mà nghĩ robot sẽ gián tiếp tạo ra cuộc xung đột to lớn giữa giới biên kịch, diễn viên với những nhà sản xuất cơ chứ? Trước tình hình đó, thật dễ hiểu khi người ta muốn ngược dòng về quá khứ, xem những thước phim về trí tuệ nhân tạo để nhận thức được loài người đang ở đâu. Có điều, những phim như thế thì quá nhiều, khiến những nhà làm phim hiện đại ít nhiều chùn chân. Nhưng điểm thú vị ở đây là vẫn có người dũng cảm thử sức. Thoạt nhìn, bộ phim này có vẻ hơi cũ kỹ khi tập trung vào cuộc chiến không hồi kết giữa con người và máy móc, một ý tưởng đã được khai thác rất nhiều lần. Tuy nhiên, nó đang nhận về rất nhiều lời khen từ giới mộ điệu với những mỹ từ nào là món quà cho người hâm mộ khoa học viễn tưởng hay là một trong những phim AI xuất sắc nhất. Vậy bộ phim này có thật sự vượt trội? Liệu tác phẩm của xưởng phim 20th Century có phải làn gió mát cho những cụm rạp dịp cuối thu? Ai sẽ là đối tượng phù hợp để theo dõi câu chuyện này? Chào mừng các bạn đã trở lại với Phi Phim và đây là review phim The Creator. Như thường lệ, trước khi đến với phần review, mình sẽ điểm qua một số thông tin cơ bản về phim. The Creator là bộ phim khoa học viễn tưởng ra mắt tại Việt Nam vào dịp lễ Trung thu năm nay. Phim lấy bối cảnh tương lai khi trí tuệ nhân tạo đã tự xây dựng được một cộng đồng riêng và đứng trước cuộc chiến một mất một còn với loài người. Nhân vật chính của phim là Joshua, một tay lính Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ làm gián điệp hai mang tại trung tâm của hội người máy. Cuộc sống đang trôi rất êm đềm thì một ngày, loài người đột kích thẳng vào đất của AI, cướp đi sinh mạng của người vợ mà Joshua hết lòng yêu thương. Bất chấp mất mát đó, Joshua vẫn bị quân đội Mỹ triệu tập để truy lùng và tận diệt kẻ kiến tạo. Một loại người máy mới có khả năng đem lại chiến thắng toàn diện cho với AI. Từ đây, Joshua đặt chân vào cuộc hành trình đầy cam go, nơi nhân sinh quan của anh bị đảo lộn, khiến cho việc chọn phe trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. The Creator được đạo diễn bởi Gareth Edwards, nhà làm phim đứng sau những tác phẩm hốt bạc như là Godzilla và Rogue One, phần ngoại truyện thuộc thế giới của Star Wars. Ngoài ra, ekip còn có sự tham gia của nhiều gương mặt gạo cội khác như giám đốc hình ảnh Greg Fraser, người tạo nên những khung hình tuyệt diệu của The Batman và Dune, hay là nhà soạn nhạc thiên tài Hans Zimmer. Phim quy tụ dàn sao đang lên như là John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe và đặc biệt là đả nữ Ngô Thanh Vân trong vai một người máy quyến rũ. Đáng chú ý, The Creator chủ yếu được quay tại vùng đồi núi và thảo nguyên Thái Lan thay vì trong trường quay như nhiều dự án cùng thể loại khác. Chính vì vậy, phim chỉ tiêu tốn 80 triệu đô tiền sản xuất, ít hơn rất nhiều so với những phim về trí tuệ nhân tạo. Đó là tất cả những gì bạn cần biết trước khi xem The Creator. Còn bây giờ, hãy cùng đến với phần chính của video. Đầu tiên, phải nói đây là một trải nghiệm tráng ngợp về cả thị giác và âm thanh. Mình sẽ nói về phần nhìn trước nhé. Ngay từ những cảnh đầu tiên, nhà làm phim đã cho thấy tham vọng khi những đại cảnh với núi non bạt ngàn liên tục xuất hiện. Về sau, tinh thần này tiếp tục được thể hiện nhưng theo cách khác biệt hơn nhiều. Bởi nên nhớ, chuyện phim diễn ra vào tương lai khi máy móc đã phát triển vượt bậc. Thông thường, trong những phim sci-fi, các đại cảnh thường tập trung mô tả những tòa nhà chọc trời hay hệ thống thiết bị hỗ trợ hiện đại. Nhưng The Creator thì ngược lại. Phim cho người máy sinh sống tại vùng đồng bằng xanh mướt, chạy nhảy trên những cánh đồng bạt ngàn. Từ đó, khung cảnh châu Á hiện lên thật hoành tráng và hùng vĩ, bất chấp bầu không khí đặc sệt mùi cyberpunk. Mình nghĩ hầu hết khán giả Việt ra rạp đều sẽ tận hưởng những khung hình trong phim vì chẳng mấy khi chúng ta được chiêm ngưỡng một châu Á gần gũi, thân quen như thế này trong một phim Hollywood lại còn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nữa. Đột phá là vậy, nhưng đến lúc cần thể hiện tinh thần truyền thống, phim cũng làm ngon lành. Cụ thể, phim không thiếu những cảnh robot và con người bắn nhau bùm chíu. Thậm chí trong thế giới này, nhân loại còn tạo ra một con tàu bay khổng lồ sẵn sàng phá nát bất kỳ cơ sở AI nào. Và những cảnh chiến đấu ấy cũng thật tròn trịa. Súng nổ, đạn bay đều được thiết kế sát thực. Đáng chú ý, nhờ kinh nghiệm lâu năm trong ngành kỹ xảo, đạo diễn Edwards rất biết cách tiết chế, chỗ nào nên dùng hiệu ứng và chỗ nào không. Vì vậy, những trận chiến mang tiếng là ở tương lai nhưng chẳng khác nào chỉ mới diễn ra cách đây không lâu. Những điểm mạnh về kỹ xảo còn được khuếch đại nhờ định hướng quay phim giàu ý đồ. Xuyên suốt phim có không ít góc quay đậm tính điện ảnh, tự nói lên câu chuyện mà chẳng cần dùng đến ngôn từ. Ví dụ, trong một số cảnh nhân vật nói chuyện, chỉ cần nhìn cách họ xuất hiện là ta đã biết vị thế của mỗi người là như thế nào rồi. Không dừng lại ở đó, đôi khi máy quay còn di chuyển tương đối chậm và bình thản, tạo nên quang cảnh đầy thơ mộng, thứ vốn rất ít xuất hiện trong các tác phẩm sci-fi khác. Cuối cùng, mình muốn dành lời khen cho phần âm nhạc. Dù đã biết Hans Zimmer là một nhạc sĩ tài ba, nhưng mình vẫn muốn ngả mũ trước khả năng sáng tạo của ông.
có một phân cảnh trong phim dù âm thanh chỉ có tiếng trực thăng xé gió cùng những tiếng gầm gừ, khò khè của các loại vũ trang tân tiến, nhà soạn nhạc vẫn có thể tạo ra những bản phối đầy cảm xúc giúp mình dễ dàng hiểu được nội tình. Về sau, những đoạn nhạc nền vẫn giữ được tinh thần ấy. Bên ngoài là lớp vỏ khô khốc, nhưng bên trong lại là những giai điệu đong đầy cảm xúc giống như tinh thần của trí tuệ nhân tạo. Nhìn chung, mình thấy phần hình ảnh của The Creator trên cả tuyệt vời. Một mặt, phim vẫn gìn giữ được những nét đặc trưng của thế giới cyberpunk, đó là gam màu bốt lạnh, ảm đạm cùng những tòa nhà vô hồn. Mặt khác, tác phẩm lại thổi một luồng gió mới vào dòng phim về AI, đưa khán giả về vùng châu Á và khai thác gần như triệt để những hình ảnh đặc sắc nhất của nơi đây, từ những triền núi nhấp nhô cho đến sông nước bạt ngàn, rồi cả ruộng bậc thang mát lành nữa. Nhiều lúc mình ngỡ như đang ngắm cảnh Việt Nam vậy. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, cân đối, không chỉ phục vụ mắt xem mà còn có tác dụng mạnh với cốt truyện. Đến đây hẳn nhiều người sẽ tự hỏi là tác dụng mạnh thì là như thế nào. Theo mình, đó là việc phim đã tạo nên một thế giới tương lai phá cách nhưng vẫn thuyết phục. Để hiểu được nhận định này, chúng ta cần ghé qua nội dung của phim. Khi người máy phát triển vượt bậc, chúng được cho là tác nhân dẫn đến cuộc đánh bom hạt nhân tại Los Angeles, gây ra thương vong nặng nề. Vì thế, loài người quyết định đánh phủ đầu, truy lùng giết tận cho đến khi không còn robot nào. Như vậy, người máy buộc phải chuyển tới cố thủ tại châu Á. Tận dụng địa điểm này, đạo diễn Edward cùng cộng sự đã tạo nên một hệ sinh thái AI chưa từng có trước đây. Ở đó, người máy hòa quyện với từng hoạt động của con người. Chúng tăng gia sản xuất, chơi đùa với trẻ em, còn khoác áo cà sa. Mình đặc biệt ấn tượng với một phân cảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi đã sờn, quần ống rộng, lái chiếc xe máy cà tàng, lại hóa ra là robot. Chính sự gần gũi đó đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về AI. Nếu như ở một số phim khác, chúng phải ra sức thể hiện trí thông minh để thuyết phục khán giả, thì trong The Creator, chính con người đã tự công nhận điều đó. Họ không chỉ vui vẻ chung sống với robot mà còn coi chúng như anh em ruột thịt đến mức khóc nức nở khi ai đó mất mạng. Một điểm đặc biệt nữa, đó là trong câu chuyện này, phe AI không mạnh. Chúng rất mong manh trước những đòn tấn công của con người đến mức đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, chính sự yếu thế đó vô hình chung khiến AI trở nên rất thật. Ở những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, chúng ta mới thật sự cảm nhận được chúng cũng có cảm xúc, cũng biết đau đớn trước những mất mát, chứ không đơn giản là những cỗ máy được lập trình. Nhờ một xã hội AI được kiến tạo thực tế, đến khoảng 2/3 phim, có lúc mình đã không phân biệt được đâu là người, đâu là máy, dù hai bên có diện mạo khác nhau. Với mình, đó là thành công đáng ngưỡng mộ của ekip. Chẳng cần đến những công nghệ hay thuật toán cao siêu, họ vẫn cho khán giả thấy rằng trí tuệ nhân tạo có thể tiến hóa tới mức nào. Tóm lại, nhờ phần hình ảnh vừa thực tế vừa giàu tính nghệ thuật cùng những tình tiết được cài cắm khéo léo, The Creator đã vẽ nên một bức tranh tuy không mới nhưng giàu cảm xúc về trí tuệ nhân tạo. Ở đó, chúng thật sự tìm được tiếng nói chung với con người, thậm chí có thể trở thành người bạn tâm giao thay vì là lực lượng nhăm nhe chiếm lấy trái đất. Mình đặc biệt trân trọng tầm nhìn này bởi nó cho khán giả thấy một viễn cảnh tích cực hơn về AI. Nếu tìm được cách hòa hợp với trí tuệ nhân tạo, biết đâu chúng ta lại có những người bạn đáng tin thì sao? Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại, The Creator không phải là một phim hoàn hảo. Dù đã tạo nên một bức tranh khá trọn vẹn về khả năng của trí tuệ nhân tạo, nhưng tiếc thay, những nét vẽ lại chưa được chỉnh chu. Điều này được thể hiện ở cách phim xử lý những câu chuyện nhỏ. The Creator có rất nhiều tuyến truyện khác nhau, nhưng suy cho cùng, chúng đều dẫn về hai chủ đề chính. Thứ nhất là hành trình tìm về với vợ của nhân vật chính Joshua, và thứ hai là cuộc chiến giữa loài người và trí tuệ nhân tạo. Trước hết, mình sẽ nói về tuyến truyện của Joshua. Anh này là một nhân vật khá thú vị, ngay từ diện mạo đã cho thấy mình không thật sự thuộc về phe nào, tạo ấn tượng về một người đàn ông có nội tâm giằng xé. Động cơ của Joshua cũng được thể hiện thuyết phục khi chúng ta thấy anh yêu thương vợ đến ám ảnh. Nhưng đó là tất cả những gì mà Joshua có. Phim không cung cấp nhiều thông tin về mối quan hệ của anh với quân đội loài người, cũng chẳng cài cắm chi tiết về mối quan hệ giữa người đàn ông này và bạn đời. Thành ra, khi cú twist đến, nó không đạt được hiệu quả tối đa. Tương tự, trận chiến giữa loài người và máy móc cũng được thể hiện mờ nhạt. Có thể AI chịu trách nhiệm cho một thảm họa lớn, nhưng chúng ta không được biết lý do dẫn đến sự cố đó, để rồi về sau, phe người máy mới tiết lộ sự thật một cách vội vàng và chóng vánh. Như vậy, loài người vô tình biến thành cái ác thuần túy, chỉ biết chém giết vì thù hằn cá nhân thay vì sử dụng lý trí. Mô tả như vậy thì có hơi thiếu công bằng chăng? Nói vậy thôi, chứ mình không nghĩ là đạo diễn cố tình làm ngơ đâu. Có vẻ ông bị tập trung quá vào việc xây dựng thế giới, thành ra để lỡ những câu chuyện nhỏ hơn. Điều này được thể hiện kỹ hơn ở cách dựng cảnh. Trong một số phân đoạn, thay vì kéo dài cuộc trò chuyện đơn lẻ, phim lại mất thời gian mô tả về quang cảnh xung quanh, dù những thông tin đó từng được thể hiện ít nhất một lần. Vì vậy, những câu chuyện nhỏ chẳng những không được khai thác đủ sâu, mà nhịp phim còn chậm đi một cách không cần thiết, khiến khán giả dễ cảm thấy lê thê.
Một điều nữa có thể không phải vấn đề, nhưng tạo hình của những người máy trong phim có phần thô sơ và cơ khí quá mức là trở ngại cho những ai vốn đã quen với những robot giống hệt con người. Nhìn chung, dù vẫn có những hạn chế trong cách kể chuyện, nhưng The Creator vẫn là một tác phẩm ấn tượng. Phim mang đến một góc nhìn khác, mới mẻ và bao dung hơn về trí tuệ nhân tạo thông qua phần hình ảnh hoành tráng và đong đầy cảm xúc. Vì vậy, tác phẩm của đạo diễn Gareth Edwards sẽ là lựa chọn hợp lý cho những người yêu cái đẹp và muốn thả mình trong những khung hình nên thơ tại rạp chiếu. Tín đồ của thể loại khoa học viễn tưởng cũng không nên bỏ qua bộ phim này bởi cảm xúc mà phim đem lại không giống hầu hết các phim sci-fi khác. Tuy nhiên, với những ai yêu cầu cao hơn về mặt cốt truyện, muốn nhìn thấy chặng đường phát triển chặt chẽ và thuyết phục của nhân vật chính, thì The Creator không phải là cái tên sáng giá cho lắm. Bên cạnh đó, những khán giả tìm đến một tác phẩm viễn tưởng cháy nổ với những cảnh hành động dồn dập căng thẳng có lẽ sẽ cần phải điều chỉnh kỳ vọng một chút, vì phim có cảnh choảng nhau nhưng mà không nhiều, cũng chẳng phải mục đích mà nhà làm phim hướng tới. Qua dự án đầy tâm huyết này, có thể nói đạo diễn Gareth Edwards đã đưa ra lời phản biện đanh thép cho những ý kiến như là phim nguyên bản đã hết thời hay phải có nhiều tiền thì mới làm được sci-fi. Chỉ với 80 triệu đô trong tay, ông đã nhào nặn nên một câu chuyện nhân văn về thế giới tương lai, một nước đi táo bạo nhưng mà đầy bản lĩnh. Hy vọng là tác phẩm này sẽ trụ lâu ngoài rạp chiếu để những nhà làm phim được tiếp thêm tinh thần kể nhiều câu chuyện nguyên bản thú vị hơn nữa giữa thời đại mà cái gì cũng làm giả được như là ngày nay. May the force be with you. Make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.